vì chúng ta không ở trên lớp offline nên tôi không bắt được. Bây giờ mọi người mở điện thoại ra, mọi người mở điện thoại ra vào Facebook rồi chưa? Alo. Mở rồi thầy ơi. Mở Rồi điện thoại, mở máy tính ra vào Marketplace chưa? Mở Marketplace chưa ạ? Mọi người vào cái phần bên trái của Facebook á, menu bên trái. Ai mà xài điện thoại di động mà iPhone thì nó có cái nút menu ba chấm ba sọc ở góc dưới phải, bấm vào cái menu góc dưới phải nó có cái chữ Marketplace ngay bên trên cùng này, nhìn thấy không ạ? Vào chưa ạ? Rồi Vâng. Đấy. Bây giờ anh chị làm nháp cho tôi đăng lên trên Marketplace cho tôi một sản phẩm hoặc dịch vụ mà anh chị đang bán. problem. If I have to solve a difficult math problem, like math problem, okay? Math puzzle là math problem solve là giải đấy. Có ai vừa học cả tiếng Anh nữa này. Let's move on. Marketplace là cái gì? Marketplace là một cái nền tảng giao vặt của Facebook và nó tương đối là hiệu quả trong việc giao vặt và bán hàng. Nó có đem đến khách hàng đấy các bạn ạ. À. Và nó cũng có cơ chế quảng cáo cho các bạn. Cái marketplace này rất hay ở chỗ là khi đăng lên đấy, khi đăng lên thì nó sẽ chọn danh mục viết mô tả và nó cho mình gửi bài spam vào trong 10 nhóm đấy, thì bạn Phương có thể đăng ở trên marketplace xong tự gửi vào 10 nhóm đấy cũng ok. Thấy sao không không thấy lấy ảnh ấy nhỉ, lấy ảnh từ 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 thư viện À, tức là anh không lấy được ảnh từ điện thoại của anh à? đúng không Thì chắc là trước đấy anh đã từ chối Facebook truy cập vào album rồi. à đúng không à đúng rồi Anh bây giờ anh phải vào anh setting lại, anh phải cho nó truy cập vào album cơ. em dùng cái Marketplace này rất nhiều thầy ạ, nhưng mà cái lượng tương tác ấy, nó không không hiệu quả. Em có đăng em spam vào mười mấy nhóm ấy thì xong em thấy cái theo dõi cái lượng tương tác của cái Marketplace này khi mình đăng lên là nó không hiệu quả, không tốt như ngày trước mình đăng bằng profile đâu. Đúng rồi, bây giờ nó vì cái lượng đăng nó nhiều quá đúng không? Mà nó bị loãng thông tin lắm ạ. Nó hay kiểu như bị mất bài ấy. Hay là không biết là do chủ nó lại gỡ hay thế nào. À đúng rồi, cái đấy thì chủ nó gỡ. Nào em thấy cứ đăng lên một thời gian nó lại mất đi. Nhưng mà Marketplace này hiển thị ở đâu hả thầy? Nó hiển thị ở trên Marketplace. Ở những cái profile cá nhân của những người trong người đấy có hiển thị không ạ? Không, Trên kể cả không, trên không. profile của mình. Rất ít. Mọi người muốn xem ấy, nó sẽ hiển thị trong Marketplace và đặc biệt là tìm kiếm. Khi tìm kiếm thì nó sẽ ra.
tìm kiếm thì nó sẽ lên là thế. Thế thì Ừ. mình phải làm nào để chuẩn SEO đúng không ạ? Chả phải đâu. Mình Đây phải ví viết từ dụ nào để họ tìm kiếm nó dễ. trong phần menu này, ví dụ trong cái phần ô tìm kiếm này, mình vào đây mình tìm này. Mình search xe hơi cũ nhá, nó sẽ ra xe hơi cũ. Đấy. Đây nó ra marketplace đầu tiên này. Đấy. Có con có thằng đang đang giao con Prado. Có thằng đang giao con Prado đây. Xe máy. Đấy, bấm vào phát quảng cáo ra tràn ngập. Không khủng khiếp. Cái marketplace này có chạy quảng cáo được không thầy? Có chạy được em. Còn không cần page luôn. Chạy bằng cách nào với thầy? Đăng bài trên Thầy hướng marketplace dẫn đi. không, bấm chạy thẳng quảng cáo luôn. Chạy quảng cáo được luôn à? Có hiệu Trên quả không market, ạ? trên marketplace rất nhiều quảng cáo đây này. Mọi người lướt Cái này marketplace mọi người. em chưa Ơi. thử chạy đâu, nhưng mà cái này có hiệu quả không thầy? Thì nó cũng là thêm một kênh hiển thị thôi. Cái Nó là chi thêm một phí của nó kênh có hiển nặng thị. không ạ? Chi phí nó cũng vẫn, cách tính của nó cũng sẽ tương tự như kia thôi, nó tính sang hiển thị và sau đó nó chia tương tác thôi. Chẳng qua là nó đúng cái danh mục ấy, ví dụ như là người ta đang lướt xem ô tô thì nó nhìn thấy ô tô. Trong cái này của em không có cái phần quảng cáo ở đây. Cái gì ý em là đăng lên đăng bài không có Em đăng được lên marketplace nhưng mà không không có chỗ nào để quảng cáo ấy ạ. Em vào marketplace đây mà không được. Ở đây có mỗi mục chia sẻ mới đánh dấu đã bán thôi. Mình quảng cáo để đẩy bài với tin của mình lên vị trí đầu vậy ạ. Đẩy lên ở những cái vị trí đầu mà trong khi mà khách người ta tìm kiếm ở trong profile thầy. không, nó hiển thị quảng cáo ở vị trí đấy thôi chứ nó không phải là đẩy lên ở vị trí tìm kiếm đầu em ạ. Vâng, tức là người ta tìm kiếm một cái sản phẩm nào đấy ở trong cái phần tìm kiếm ở trong profile cá nhân như này. Thì khi đó thì ví dụ như tìm một cái xe hơi chẳng hạn, thì nó sẽ hiển thị luôn ra marketplace. Thì trong marketplace đây nó sẽ hiển thị được 9 cái bài đăng đầu tiên ấy. Thì bây giờ mình muốn làm sao bài của mình hiển thị ở trang đầu tiên để dễ tiếp cận với khách hàng. Cái này có chạy quảng cáo được không hay là do Facebook nó sắp xếp tự nhiên? Nó hiển thị thôi, nó hiển thị thôi. Đúng rồi. Surilove. Mình thấy nó nằm chỗ watch. Đấy, marketplace ngay watch đấy. Vì em đăng Ô rất chỗ nhiều trên marketplace nhưng khi đi tìm lại thì gần như là không tìm thấy bài của mình ấy. không tìm thấy bài á. Vâng. Đăng xong thì làm sao vậy? Đăng xong thì cứ đăng để đấy thôi, đợi khách thôi. Khách nó ngã vào thì là ngon. Thường em đăng lên xong rồi nó bảo vô marketplace á thì nó cũng được nhiều khách lắm, vô nó cũng vô hỏi nhiều lắm. Ừ, đấy, hỏi nhiều mà. Phương ơi, Dạ. nha, vì là mình không đang dùng ấy thì Phương dùng iPhone hay là Android? Em iPhone ạ. Em vào cái mục marketplace nó sẽ có một cái biểu tượng có hình người ở góc góc trên nha, góc trên phải nó có Rồi, cái em biết. biểu tượng hình người màu đen đen đấy. Thì Vâng. em bấm vào cái đấy thì nó chính là profile về commerce của em. Thì là
Em phải tạo commerce profile này. Rồi thì em những bài em đăng nó sẽ ở đây hết. Nhìn thấy chưa? Em có tìm được những bài mình đăng mà, nhưng mà tìm ở trên cái tổng thể ấy. Mình vào vai khách hàng để mình tìm một cái mặt hàng nào đấy rồi. Còn À những thì cái nó bài không mình ra. đăng thì là em tìm được. Em vào cái phần này nhiều rồi. À. Ý là mình đi vào marketplace mình không bao giờ thấy mình cái gì. Vâng. Chưa thấy thấy bài của mình được hiển thị ở trên đấy cả. Và kể cả khi mình em vừa đăng lên cái em nhảy vào em xem ngay. Ví dụ em đăng một cái xe như là CX5 chẳng hạn. Đấy, em đăng lên cái xong em nhảy vào em tìm kiếm CX5 luôn. Mà tìm kiếm đúng cái dòng mà mình viết thì cũng không ra được. Chả biết là cái này nó hiển thị đi đâu. Mà không biết là có chạy quảng cáo được cái marketplace này không, vì cái marketplace này em đăng bài lên em thấy khá là ok. Nhưng mà các bài hiển thị được một thời Chạy được gian mà. tự nhiên lại Em đăng bài lên xem chạy trực tiếp trên marketplace này, thứ hai nữa là em có thể chạy bình thường bài đăng trên fanpage, sau đó em chọn vị trí hiển thị là marketplace, em tắt các vị trí khác đi. Thì vì phần em đấy mình thấy sẽ khi em đang đang chạy quảng cáo ở trên page ấy, thì em có để cả cái mục marketplace, thì chắc là như vậy chạy ở trong fanpage thì nó mới hiển thị được ở trên này, chứ còn đăng không thì em sợ nó trôi mất bài. Nhưng mà thi thoảng thì em vẫn thấy khách nhắn tin một cái bài đăng cách đấy khoảng dăm bữa nửa tháng, vẫn thấy khách nhắn tin lại, vẫn thấy khách trao đổi qua cái bài viết đấy. Thế Ừ thì sao? cái marketplace này thực sự là không không hiểu là nó hiển thị kiểu gì, cũng như là cái tin của mình đăng nó trôi đi đâu mất mà mình không tìm được ở trên profile hay là ở trên marketplace khi mình đi đi tìm kiếm ấy. Cũng giống như mình chạy Google ấy, cứ chạy xong là mình thử search Google xem có thấy của mình không. Em chạy marketplace này thế, em thử search xem có thấy không, không thấy được. Thực sự thì cũng chưa ai hiểu cái cách nó hiển thị. Cũng phải nghiên cứu cái tài liệu về cái thằng này xem là nó dựa trên, ví dụ như là nó dựa trên nhu cầu tìm kiếm, hay là nó dựa trên định vị về GPS địa lý, hay là cái gì đó. Vâng, đấy đấy vấn đề đấy. Mà nó còn có từ chối cho đăng ấy thầy ạ. À vâng, nó một số ngành hàng như thuốc thang này rồi các thứ, rồi đồ điện tử đến chắc là nó không cho đăng. Bây giờ muốn gỡ bài thì gỡ kiểu gì thầy? Anh muốn xóa ở trên đấy á, Vâng. anh muốn xóa thì anh vào marketplace này, sau anh vào của cá nhân này, anh vào do listing này. Thầy là để tiếng Anh là tiếng Việt đó là cái gì thầy? Đâu, anh đã vào cái profile của anh chưa? Anh vào cái profile mà có hình người đen đen giống như em hướng dẫn cho bạn Phương chưa? Có rồi, có vào 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 cái người đen đen rồi. Đó, thì bây giờ anh nhìn cái phần bán ấy, cái phần bán và cái phần mà danh sách của bạn ấy. Bên này không thấy danh sách của bạn. Nó trên cùng nó là commerce profile, tức là hồ sơ bán hàng đúng không? Không có Anh dùng điện thoại gì? iPhone Đâu anh dơ lên em xem nào. đây đúng không? Không anh. Đúng rồi. Đấy bán hàng đấy, có cái chữ bán hàng đấy. Có chữ bán hàng À tuần đây, đùng. xong rồi Trời ơi. vào chỗ niêm yết à. Đúng rồi, đấy. Sau anh chọn đến cái bài anh đăng, anh bấm nút xóa, anh bấm vào cái nút ba chấm anh xóa. Vào đây à, đúng rồi, ba chấm đây là không thấy đây ạ. Đây nha, all listing là tất cả cái phần niêm yết này. Anh bấm ba chấm này vào này, sau anh có cái phần Đây delete đúng listing không? này. Về cái chỗ ba chấm này đúng không?
Và chấm ở trên góc đây đúng không? Vâng, ở góc bên phải mỗi bài ấy. Đây nó chỉ hiện như này thôi. Không, của em nó hiển thị ra nhiều này cơ mà. Nó có cái lựa chọn là xem bình luận này, xem tin nhắn này, xóa này, sửa đổi này, báo là đã bán này. Đợi em tí em chụp, em đưa lên Zalo cho. Vâng. Ngay ở phía bên dưới. Cái này chắc là quảng cáo được đấy thẻ. Vì em thấy mày nó ghi được không có bài liên biết là được quảng cáo. Em chưa biết quảng cáo kiểu gì. Mình tạo bếp cho mình quảng cáo trên bếp được. Và marketplace lên được. Quảng cáo cái trang hoạt động thương mại bán hàng marketplace này. Rồi anh quảng cáo cái bếp của anh ấy, quảng cáo bài trên bếp của anh ấy. Thì ví dụ anh vào Facebook bình luận tin nhắn thì có cả cái phần marketplace này. À, cái đấy thì là mình quảng cáo bài hiển thị ở trên đấy thôi. Chứ em đang muốn quảng cáo cái trang hoạt động thương mại marketplace của mình ấy. Marketplace nó là một cái trang hoạt động thương mại mà. Trong Facebook thì thấy nó có là mình có được chọn cái đấy đấy, có quảng cáo trên đấy. Không, em hiểu hai câu hỏi và câu trả lời là khác nhau. À, cái của em là nó từ chối, cái của mình nó từ chối đăng, cho nên là chắc là mở nó ra. À vâng. Ok, xong phần này chưa ạ?